Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thảo nào quay nào dùng giọng điệu sợ hãi, nói lời tàn nhẫn nhất. Xem ra cậu ta cũng bị Trần Hán Thăng lừa. Thời gian trước cậu ta bị Hồng Sĩ Dũng xa lánh, còn có ý định từ chức. Mình ở bên cạnh cũng tỏ ra khoan dung, thấu hiểu biết nhường nào. Thế mà bây giờ lại cùng một ruột với Trần Hán Thăng. Phó giám đốc Lý, cậu và Trần Hán Thăng làm tốt lắm. Hả? Là do mình nghĩ nhiều rồi sao? Kế hoạch này ban đầu là do Trịnh Tổng chủ đạo, hình như còn mang theo ý châm chọc. Không có gì, chủ yếu là do Trịnh Tổng chỉ huy tốt. Ơi, cậu về trước đi. Cậu về trước đi. Thưa Trịnh Tổng, có chuyện gì vậy? Tôi vừa nhận được tin Cố vấn Trần đã được Hồng Tổng Bộ làm phó chủ nhiệm ban hậu cần. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy trạng thái tinh thần yếu đuối thế này của Trịnh Tổng. Cậu nam nhân đúng là không phải thứ gì tốt. Nói thay nào liền thay lòng ngay. Lúc trước quan hệ giữa Trần Hán Thăng và Trịnh Tổng tốt như vậy, bây giờ lại đột nhiên quay sang Hồng Sĩ Dũng. Khó trách Trịnh Tổng đau lòng như thế. Thế cho cùng, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cô ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ. Hồng Tổng, bây giờ tôi đang là sinh viên đại học, chắc là sẽ không có nhiều thời gian đến làm việc. Hy vọng ngài đừng trừ lương của tôi. Phó chủ nhiệm này chỉ là một chức vụ giả hòng qua mặt Trịnh Quan Vĩ và các ban quản lý khác. Nếu rảnh thì đến đây làm, không rảnh thì thôi. Tóm lại tiền lương sẽ phát đều cho cậu. Vậy được, cảm ơn Hồng Tổng. Chúng ta cùng nhau giết chết 18 đời tổ tông của Trịnh Quan Vĩ đi. Ấy ấy, đừng mắng người ta. Sao thế? Hồng Tổng, ngài đừng nên có lòng dạ đàn bà. Nên mắng thì phải mắng, đối xử với kẻ thù thì phải tấn công từ phía sau. Tôi biết rồi mà, mau cút đi giờ. Mau cút đi rồi ạ. Hồng Tổng, tôi còn có một kế hoạch đảm bảo khiến cho Trịnh Quan Vĩ càng thêm chật vật. Kế hoạch gì? Trịnh Quan Vĩ năm nay đã 25 tuổi, ngài có thể đề xuất cô ấy đến tuổi kết hôn. Như vậy Trịnh Quan Vĩ càng không có tư cách tranh giành thế kỷ mới. Ngoài đích tôn gia, Trịnh gia tương đối thoải mái về chuyện kết hôn của các vãn bối khác. Tôi không biết Trịnh Quan Vĩ có ý định kết hôn với ai, hoặc là có ý định kết hôn hay không nữa. Hồng Tổng, ngài không hiểu đâu. Cái này là để cho mọi người biết Trịnh Quan Vĩ dù gì cũng là một nữ nhân, có thể kiếm được tiền nhưng không xứng đáng được hưởng một phần công nghiệp. Tôi luôn cho rằng chỉ có phụ nữ trở mặt mới ác độc như vậy, không ngờ Trần phó chủ nhiệm cũng không thua kém bọn họ bao nhiêu. Cô ấy có thể đùa bỡn cảm xúc của tôi, nhưng mà hết lần này tới lần khác từ chối đùa bỡn với thân thể của tôi. Loại hành vi nửa vời này chắc chắn không được, không đáng được tha thứ. Vậy tôi đi đây, hả? Kết quả là trong lúc nhân viên nhà máy điện tử thế kỷ mới đang ăn cơm liền nhận được tin nhắn thế này. Cố vấn Trần, bạn thân và chiến hữu thân thiết của Trịnh Quan Vĩ đã được thăng lên làm phó chủ nhiệm ban hậu cần. Tuy chức phó chủ nhiệm ban hậu cần không đáng nhiều tiền, nhưng mà tốt xấu gì cũng vững vàng hơn danh hiệu cố vấn kia. Có thể nói đây chính là sự lương cậy của Hồng Tổng sau này. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại đến chỗ của Hồng Tổng bên kia? Nghe nói chiều nay cậu có mâu thuẫn với Trịnh Tổng à? Khải ca, không thể nào nhìn mọi chuyện thông qua vẻ bề ngoài đâu. Ráng động não một chút đi. Tôi còn có việc, cúp trước nha. Anh phân tích một chút đi. Lý do tại sao Trần Hán Thăng phải làm như vậy chứ? Hỏi những thứ này làm gì, ăn cơm đi. Chúng ta là đồng hương với Trần Hán Thăng, cậu nhớ kỹ điểm này là tốt rồi. Mấy vị trên kia có đánh nhau thì chúng ta cũng đừng đánh, cũng đừng đoán, đừng nhìn, đừng quản, đừng nghĩ gì hết. Em họ của anh đã trở thành phó chủ nhiệm bộ phận hậu cần rồi. Anh nói với cậu ta một chút xem có thể giúp chúng ta thay đổi vị trí trong phân xưởng hay không. Em biết à, lần trước chúng ta không cho nó vay tiền, bây giờ lại đến tìm nó cầu xin giúp đỡ. Em nói anh làm sao mở miệng được đây? Cái gì không mở miệng được? Anh với nó không phải là anh em thân thích trong nhà à? Như vậy càng xấu hổ hơn, lần trước không cho nó vay tiền đã không xứng làm anh em với nó rồi. Nhưng mà chúng ta thật sự không có tiền mà, chút tiền gửi ngân hàng này là dùng để cưới xin. Anh không hề nói thế. Lương Tiểu Hải, anh còn dám nổi giận với em sao? Anh không thấy em đang rất là khó sống đây à? Có thằng bạn trai vừa nhát vừa hèn, đi làm thì nghe lãnh đạo chửi, ở nhà thì nghe bạn trai cằn nhằn. Đừng có mà rên gì nữa, anh gọi là được chứ gì? Hán Thăng, bây giờ em còn thiếu tiền hay không? Trong tay của anh đang có 10 vạn tệ, tạm thời có thể cho em mượn. Alo, không cần đâu anh họ, có chuyện gì sao? Dù sao cũng là họ hàng thân thích.
Có chuyện gì không nói được chứ? Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim. Chuyện là thế này. Anh muốn đổi vị trí đúng không? Em sẽ hỏi cấp trên trước. Nếu được em sẽ giúp anh. Thế nào thôi? Hình như hắn thăng đồng ý rồi. Em đã nói rồi mà, có đôi khi ra mặt phải dày một chút thì lợi ích mới thuộc về mình. Theo hiểu biết của mình về hắn thăng, cậu ta cũng không phải là dạng người tốt. Lấy ơn báo oán đâu. Hắn thăng, có phải em là nhầm rồi? Có phải em nhầm rồi không? Ý anh là thay đổi vị trí công việc, chứ không phải là thay đổi chỗ ngủ. Sao em lại đổi đường bình sang ở ký túc xá làm nữ lẫn lộn rồi? Giường ngủ à? Không phải là đổi vị trí này sao? Chẳng lẽ ban nãy anh hỏi sai rồi? Anh không có. Đúng, là anh không cẩn thận nói sai. Thật ra là điều chỉnh cương vị, mà anh lại nói thành điều chỉnh giường ngủ. Thế thì em hiểu rồi. Nhưng mà tối nay lãnh đạo ban hậu cần đã đi nghỉ ngơi rồi. Em không tiện quấy giày hộ, ngày mai cũng được. Cảm ơn hắn thăng. Bây giờ mới 8:10, ai lại đi ngủ sớm thế? Rõ ràng mình đâu có nói sai. Hơn nữa, âm đọc của giường ngủ và cương vị khác xa như thế, sao hắn thăng lại nghe nhầm được chứ? Chuyện xảy ra tối nay có lẽ là lời cảnh cáo của cậu ta không? Tức chết đi được, một chút việc nhỏ cũng làm không xong. Thôi cả đi, chịu đựng một đêm là xong mà. Ngày hôm sau, nhà ăn. Em vừa nhận được thông báo, từ hôm nay trở đi em chính thức được điều đến một phân xưởng khác. Lão già Tôn Á Quang này sau này không còn gây khó dễ cho em được nữa. Em họ của anh thật sự là hữu dụng đó. Nếu tối qua mình kiên trì tranh luận với em ấy, đường mình có lẽ đã không thể lao đổi vị trí. Hơn nữa còn phải ở ký túc xá chung rồi. Lợi hại quá, dù sao cậu ấy cũng mới 20 tuổi. Cái gì lợi hại thế? À không, sinh nhật hắn thăng là ngày 11 tháng 11. Không biết cô ba và chú ba có tổ chức hay không? Ồ, cậu ta là cung bộ cặp. Nghe nói cung này đặc biệt nham hiểm, còn rất hay báo thù. Tốt nhất là không nên tổ chức, nếu không chúng ta còn phải đi tiền mừng. Trần Hán Thăng đương nhiên là sẽ không tổ chức tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi. Cậu ta có thể tận dụng thời gian này để đi chơi. Con có biết trước đây bố mẹ chi ra bao nhiêu tiền mừng hay không? Con nói không làm là không làm nữa. Vậy số tiền đó làm sao thu lại được đây? Nói chung là con không muốn làm phiền phức lắm. Hay là mẹ viện đại lý do gì đi? Ví dụ như mua rau giảm giá, hoặc là nhặt 5 tệ khi ra ngoài, rồi tổ chức một bữa tiệc chúc mừng để lấy tiền mừng, cũng không quá phiền phức đâu. Đúng là làm mất mặt mẹ và bố con. 2 ngày nghỉ con về nhà ăn cơm bữa đi. Người ta làm ăn phá sản rồi, khóc lóc đòi người nhà giúp đỡ. Còn con thì mẹ và bố đã chuẩn bị tiền xong rồi. Kết quả con lại dường như quên mất mình có bố có mẹ. Về nhà ăn cơm cũng được. Cái kia, Tiểu Thẩm có thể về Hồng Kông được không? Mẹ cũng không phải chỉ nhớ mỗi con bé Tiểu Ngư Nhi hay gặp thường xuyên. Hơn nữa Tiểu Thẩm đang cho mẹ nhiều áo len găng tay như vậy. Dù sao cũng phải gặp mặt cảm ơn một tiếng chứ. Đừng mơ nữa, Tiểu Ngư Nhi nhớ rõ sinh nhật của con, nhất định là sẽ về với con. Mẹ không muốn ngày sinh nhật của con biến thành ngày rỗ đấy chứ. Cút cút cút, không biết ăn nói gì thì ngậm miệng lại đi. Không có việc gì thì con cúp máy đây. Tuần này về nhà mẹ nhớ nấu ngon ngon nha. Nếu Tiểu Thẩm không về, sau sinh nhật mẹ sẽ tự mình đi kiến nghiệp. Nói cho con biết trước đấy. Nếu mẹ mà biết con dám trêu chọc cô gái khác thì mẹ... Cái thằng này... Cúp điện thoại nhanh nhỉ.